Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm mà giúp ta có thể xóa phông được một bức ảnh và đẹp như là một chiếc máy ảnh DSLR gì đó. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái phần mềm đó là cái phần mềm có tên là AfterFocus. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào CH Play, kiếm cái phần mềm có tên là AfterFocus. Ở đây mình đã có kiếm rồi, mình bấm vào đây. Cái biểu tượng nó là cái chữ A và chữ F, ở bên trong màu xanh và bên ngoài nó có màu đen. Thì ở đây mình đã cài đặt sẵn, thì bây giờ mình chỉ cần bấm cài đặt thôi, mở. Thì đây là giao diện của phần mềm AfterFocus. Thì ở đây mình có cho mình ba chế độ. Thì ở đây là có camera là mình có thể chụp và chỉnh sửa ngay lúc đó, còn không thì mình có thể chụp trước và mình sửa sau. Thì mình vào album, mình chọn một bức ảnh để xóa phông. Thì ở đây nó có hai chế độ nữa là chế độ thông minh Smart và chế độ Manual. Thì ở đây mình cứ chọn mặc định là chế độ Smart, mình bấm Continue. Rồi, đây là nó những hướng dẫn mà những cái thao tác cơ bản giúp các bạn có thể dễ dàng thao tác hơn trên cái phần mềm này. Mình qua luôn. Đây, thì đây mình sẽ bắt đầu xóa phông cái phông tường này với là cái cô gái này. Thì trước hết thì mình sẽ phải khoanh vùng đối tượng. Thì ở đây nó có cái nó chọn sẵn như mình đây là đối tượng chân cùng đó. Thì bây giờ bắt đầu mình chọn vào đối tượng. Rồi ở đây nó xuất hiện cái ô nhỏ nhỏ nhưng mà cho mình dễ làm chi tiết hơn. Nhưng mà thường nếu như những ai mà không thích cái ô lúc nãy này hiện ra đó, ô tròn á, thì mình tắt cái này đi. Thì lúc đó mình chỉ cần quẹt tay vậy, không cần thêm một ô nữa. Mình sử dụng cái ô đó cho nó dễ dàng hơn. Rồi đây mình đã làm xong cái phần mà khoanh vùng đối tượng. Thì đối tượng của mình đã khoanh xong. Thì bắt đầu bây giờ mình khoanh vùng cái nơi mà mình muốn làm mờ nó đi. Thì bây giờ mình chọn vào cái chức năng thứ ba. Chức năng thứ ba đó, thì mình bắt đầu mình chọn cái nơi mà mình muốn xóa phông. Ví dụ như mình muốn xóa toàn bộ ngoài cô gái này ra, là mình muốn xóa toàn phông toàn bộ, thì mình chọn toàn bộ trong này. Đó thì nó đã hiểu là phần cần xóa phông. Thì có những chi tiết nó còn chưa có hiểu được thì mình bắt đầu mình làm thêm thôi. Rồi tới đây mình đã xong được bước đầu tiên. Thì nếu các bạn có làm sai ở bước nào thì chúng ta chỉ cần bấm mũi tên này và bắt trở lại thì nó sẽ trở lại thao tác lúc đầu. Thì ở đây mình đã làm xong rồi, thì bắt đầu mình bấm next. Rồi bắt đầu nó đã xóa phông cho mình rồi đó. Thì tất cả những ở phía ngoài không phải là của cô gái này thì nó xóa phông toàn bộ hết đó. Thì ở đây nếu mà mình muốn xóa tiếp thì mình chỉ cần bấm vào blur, mình chọn xóa, mình xóa ít xóa nhiều. Ở đây mình thấy xóa nhiều nè, mình bớt lại. Đó, thì nó bớt hơn lúc nãy, giờ mình tăng lên chút xíu. Đó, giờ nó xóa không ha. Thì ngoài cái lens blur này mình còn có motion blur hay là zoom blur. Đó, thì mình thường là thấy người ta sử dụng lens blur nhiều hơn. Ngoài cái tính dụng blur này thì còn rất là nhiều ứng dụng khác cũng khá là hay, như là ở đây mình có thể thay đổi màu cho nó. Đó, thay đổi màu cho cô gái này rất là nhiều. Đó, thì tùy các bạn muốn chọn màu sắc nào thôi, hoặc là các bạn không muốn gì thì bạn muốn đâu, thì nó chỉ làm mờ chứ nó không hề làm cho tấm ảnh khác màu gì hết.
ở đây có cả FX nữa. Và những ứng dụng này thì nó cũng khá dễ cho các bạn thao tác, để mà các bạn có thể làm ra được một tấm ảnh đẹp như mà mình chụp trên một chiếc máy cơ. Thì cái chiếc điện thoại mà mình đang làm nãy giờ thì đó là con Samsung Galaxy A7. Thì con này đang được bán giá rất là tốt tại Redmi Mobile. Các bạn có thể truy cập vào trang redmimobile.com hoặc là có thể click vào đường link ở phía bên mô tả của mình đã để mà biết thêm thông tin về chiếc Samsung Galaxy A7 này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.